ly biệt đều là thương cảm, nhưng đường thì cuối cùng cũng phải tiến về phía trước. Thạch hạo đi xa, bước lên hành trình. Mỗi một châu đều rộng lớn vô ngần, từ đầu này đến đầu kia hơi chút là đến bằng trăm triệu dặm, số lượng sinh linh các tộc khổng lồ đến không thể tưởng tượng. Ba ngàn châu, nếu gộp lại thì cơ bản là khó có thể tính được có bao nhiêu sinh linh, đềm mãi không hết. Lấy lôi châu làm ví dụ đông tây dài khoảng 230 triệu dặm, nam bắc khoảng 80 triệu dặm, trong 3.000 châu thì châu này cũng không tính là lớn, chỉ là một châu cỡ chung ở thượng giới mà thôi. Lần này riêng tội châu thôi đã có 8 triệu tôn giả phù hợp tư cách báo danh dự thi, đây là đã qua mấy lần chọn lựa nếu không còn nhiều nữa. Nhiều người như vậy làm sao có thể đều đưa vào tiên cổ, phải biết là còn 2.999 châu nữa rất nhiều người đều biết bên trong tiên cổ có vận may lớn, vì vậy đua nhau báo danh, tôn giả các giáo, sinh linh các tộc vì muốn đạt được tư cách có thể nói đã dùng tất cả thủ đoạn. Thạch Hạo có chút sững sờ, sau khi ra ngoài hắn tự nhiên hiểu rõ tình huống, chỉ riêng tội châu liền có 8 triệu người dự thi, điều này là cho hắn cảm thấy chóng mặt, cực kỳ đau đầu. Chuyện này sẽ khốc liệt đến cỡ nào, cuối cùng phải chết bao nhiêu người đây, hắn linh cảm đến cuối cùng thay sẽ chất thành núi, anh tài tàn lụi, quá nhiều người phải chết một ông lão cười rộ lên nói, anh bạn trẻ quá cả nghĩ rồi, lẽ nào người lớn trong tộc không nói cho người biết, tiến vào tiên cổ không dễ, số người là cố định sao? Trước khi đi vào là máu chảy thành sông rồi, đúng rồi, ngươi là người của giáo nào? Ta biết những thứ này, Thạch Hạo gật đầu nói, nhưng sau đó không phải càng kịch kiệt sao? Tề đạo lâm phủi tay làm người dưng, cái gì cũng mặc kệ, mày là bản thân Thạch Hạo từ lâu tìm hiểu ngọn ngành, biết được không ít chuyện. Cô à, ta phải đi rồi, vẫn chưa lấy được tư cách dự thi nữa, Thạch Hạo xoay người bước đi, nếu không có thể không kịp thời gian. Cố gắng đi, hai ngày sau là bắt đầu rồi, người thật là bình tĩnh, ông lão cười nói. Thạch Hạo chưa từng trải qua mấy vòng tuyển chọn đơn giản nhất, giờ xuất hiện muốn dự thi thì nhất định phải có tín vật của một phái, chứng minh là đệ tử trọng yếu. Theo lời Tề Đạo Lâm thì chuyện này không có vấn đề gì, rất dễ dàng đạt được. Tội Châu có rất nhiều chủng tộc, đạo thống san sát và hiện tại có không ít đều đã xa sút cả, khó có thể xuất hiện tôn giả đặc biệt mạnh mẽ đi dự thi, vì vậy những môn phái này trở thành mục tiêu của một số người. Thạch hạo một đường tiến tới rất xa, đến gặp mười mấy đạo thống xa sút kết quả phát hiện sớm bị người đến thăm rồi. Mãi tận nửa ngày sau rốt cuộc nhìn thấy một môn phái, rất hoang vu xuất hiện trên một ngọn núi lớn. Cồn môn trước cổng có một tảng đá lớn viết hai chữ như vậy, môn phái này trong rất cổ xưa, bậc thang bằng đá xanh lên núi đều bị đạp đến lọn xuống. Đồng thời nó cũng thật sự xa sút không hơn đạo tràng trí tôn bao nhiêu. Mấy ngôi điện cổ xưa xuất hiện vết rách, chỉ còn lại kiến trúc, lúc nào cũng có thể sụp đổ, thật không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm. Ở đây chỉ có một ông lão nát rượu và một thiếu niên, ngoài ra không có người nào nữa, lúc thạch hạo đến thì thiếu niên kia đang chuẩn bị chạy trốn. Theo cách nói của hắn thì địa phương quỷ quái này không thể nào ở lại, không thấy một tia hy vọng, nguyên vốn muốn tìm một ít sách cổ từ phế tích này, tái hiện huy hoàng một thời của côn môn, nhưng cuối cùng thiếu niên lanh lợi này lại tuyệt vọng. Ông lão nọ ôm một hồ lô rượu lớn, mỗi ngày đều uống say đến lờ đờ làm cho thiếu niên theo học tức giận trừng mắt nhưng cũng không có cách nào. Sau khi Thạch Hạo nói rõ ý đồ đến đây thì con mắt của ông lão lôi thôi lích thích này sáng lên là hết có thể giao dịch nhưng lại tín vật trong môn phái. Chuyện này khiến cho thiếu niên côn môn càng tức giận, thật không có trách nhiệm và lương tâm, không chịu suy nghĩ đến đời sau, càng củng cố thêm ý nghĩ chạy trốn của hắn. Nếu giáo lớn thì bình thường có thể trực tiếp tiến cử đệ tử trọng yếu dự thi, nếu là giáo nhỏ thì phải cần đến loại tín vật này. Tín vật là cốt phù mà người của giáo này đã từng dự thi và có đệ tử từng thu được xếp hạng không thấp mang về, nếu có nó thì lần dự thi sau này thì có thể tiến cử một suất. Người trẻ tuổi, người lấy cái gì để đổi đây, ông lão cười hít mắt hỏi. Mười cây lình dược, Thạch Hạo nói. Tín vật này của phái ta có thể không bình thường, lai lịch không nhỏ, giá trao đổi như vậy là quá thấp rồi, ông lão nói. Lai lịch gì, Thạch Hạo hỏi. Tín vật này là một đệ tử xếp hạng một trăm lẻ mấy vạn mang về, thứ hạng rất cao, đáng tiếc, còn kèm mấy vạn tên mà thôi. Nếu tiến vào top 100 vạn tên thì lần thử thách này ngươi không cần phải tham gia, cứ trực tiếp tiến vào tiên cổ. Ông lão cười ha ha. Thạch Hạo không nói gì, xếp hạng một trăm lẻ mấy vạn, còn không biết ngại mà nói rất cao sao, nếu không phải hắn thật sự cần thì đã quay đầu đi liền. Anh bạn trẻ không nên coi thường, người biết ba ngàn châu thượng giới mỗi lần có bao nhiêu người dự thi không, nhưng có thể tiến vào tiên cổ được mấy người chứ, thứ hạng này tuyệt đối rất cao rồi, ông lão nói. Chuyện này, người của năm nào lưu lại vậy, Thạch Hạo lau mồ hôi hỏi. Chắc cũng mười mấy vạn năm rồi, lúc ấy ở tội châu chúng ta là môn phải xếp hạng khoảng một ngàn, Ông lão nói rồi ôm hồ lô uống ưng ực mấy ngụm rượu. Quả thật là giáo cổ xa sút Chắc giá, bồn pháp khí cấp thần, ông lão nói. Thạch hạo hết hồn, cũng thật biết chặt đẹp quá đi mà, pháp khí cảnh giới này cũng dám muôn bốn cái, hắn suy nghĩ một chút nói, một cái. Ba cái, không thể ít hơn, ông lão nói. Thiếu niên bên cạnh xấu hổ, cảm thấy thật sự là sư môn bất hạnh, ông già đã làm mất hết mặt mũi của môn phái lại còn có kè mặc cả với người. Sư phụ, đừng thế mà, giữ tín vật kia lại cho chúng ta dùng, thiếu niên nói. Giữ cái gì, người nhỏ như thế dùng được sao, lẽ nào giữ lại cho con cháu 18 đời sau, ông lão nhấp nhấp bã rượu trừng mắt. Nhưng mà, thiếu niên muốn nói. Đây chẳng là gì, chỉ là mây khói phủ phiếm thoáng qua, còn không bằng đuổi lấy rượu, ông lão nói. Thiếu niên không cam lòng. Quên đi, như vậy đi anh bạn nhỏ, một pháp khí cấp thần và một phần bảo thuật, vật này ngươi lấy, nếu không thì thôi, ông lão nói thạch hạo không nói gì được nữa sau khi tới thượng giới trải qua bao làn danh sống chết chém giết liên tục tự nhiên không thiếu pháp khí cấp thần còn bảo thuật thì hắn trực tiếp đưa pháp môn kim bằng đạt được ở bổ thiên các đương nhiên là có chút không hoàn chỉnh pháp môn đại bằng tốt lắm có nhiều quan hệ với côn môn ta là pháp môn rất tốt đáng tiếc không phải là pháp môn côn bằng ông lão vô cùng hài lòng Thạch Hạo liếc xéo hắn, lại còn pháp môn côn bằng, một cái tín vật mà thôi, nghĩ cũng quá nhiều rồi. Con mắt của thiếu niên kia trực nhảy, trong môn phải căn bản là không còn lại pháp môn gì nên khiến hắn tức giận mãi tới nay, lúc này rốt cuộc cũng nhìn thấy một bảo thuật rất mạnh mẽ. Lúc thạch hạo lấy ra một pháp khí cấp thần thì không chỉ con mắt của lão già sáng lên mà thiếu niên đang chuẩn bị chạy trốn kia cũng trận tròn mắt, không muốn đi nữa. Sư phụ, Mắt người trận thế làm gì, không phải nói pháp khí cấp thần của côn môn năm đó chất thành đống sao, biết đâu ngày nào đó lại đào được một giỏ, thiếu niên nói. khục lại có thể đổi rượu uống rồi, ông lão cười hít mắt. Á, à, lão già ông dám làm thế thì ta phản giáo, thiếu niên kêu to. Giao dịch xong, thạch hạo ở lại một chút, hắn phát hiện sông núi nơi đầy bất phàm, nếu bố trí mà nói thì sẽ là một mảnh đất an lành, nên tu sửa một chút, thạch hạo nói có nhu cầu gì mà tu sửa chứ, trên trời có trăng sáng, trong núi có cảnh đẹp, trong mắt các ngươi thì phong hoa tuyết nguyệt, say đắm, dưới cải nhìn của ta thì chỉ là phù hoa, bụi mù còn lâu mới thật sự là củi gạo, càng không bằng rượu. Ông lão hờ hững nói, xoay người vào điện cổ, ôm hồ lô uống rượu. Trong lòng thạch hạo hơi động, ông lão này có chút kỳ lạ. Đừng nhìn, ông ta chỉ biết giả thân giả quỷ, ta là bị lừa như thế đấy, còn nói gì mà mình sống rất lâu, muốn chết cũng không được, được xưng là bất diệt, ta phải rời đi thôi, thiếu niên căm giận. Bất diệt, cồn môn, trong lòng thạch hạo chấn động. Thế nhưng đã không đủ thời gian, hắn không thể dừng lại, xoay người rời đi. Thạch hạo vượt qua hư không đến nơi cần đến, chuẩn bị kỹ càng. Sau một ngày, tiếng ô ô vang lên chấn động cả tội châu. Kèn lệnh đã vang, thi đấu bắt đầu. Đây là một đạo trường rộng minh mông bát ngát do người xưa mở ra, có rất nhiều phù văn lấp lánh. Tất cả mọi người tiến vào, từng người ngồi xếp bằng xuống, 8 triệu người dày đặc thế nhưng tất cả ngồi xuống đây vẫn có khoảng cách rất lớn, có thể thấy được đạo tràng phi phàm cỡ nào. Lính giới tại tội châu ta có một khu vực đặc thù, các ngươi chỉ có thể dừng lại đó một ngày vì không có thời gian lãng phí, chọn ra một vạn người, sau đó lập tức tiến vào khu không người rộng lớn. Có người tuyên bố, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Linh giới là thế giới rộng lớn và hùng vĩ do cổ thần dùng tinh thân xây dựng, tương tự như hư thần giới nơi hạ giới có điều lớn hơn nhiều và tên gọi khác nhau. Trong một ngày ngắn ngủi phải chọn ra được tiêu chuẩn, 8 triệu người chỉ chọn một vạn người, có thể thấy tàn khốc đến cỡ nào. Cũng may là tiến hành bên trong linh giới, như vậy sẽ không thật chết đi, thua cuộc còn có thể sống lại trong thế giới thực tại. Dù vậy thời gian cho cũng quá ngắn rồi như theo lời cao tầng nói hiện giờ đã không còn thời gian để lãng phí ở nơi này mà cường giả thật sự lại càng không có thời gian nữa tất cả đều tiến vào khu vực không người rộng lớn kia đạo tràng rất phức tạp có các loại hoa văn người bên ngoài không thể nào can thiệp một vạn người cuối cùng sẽ lập tức từ đây được truyền tống đi tất cả đều do đại trận tự mình phán đoán và vận chuyển các châu đều như thế phòng ngừa kẻ xấu rửa trò bắt đầu ầm ừ, phía trên của đạo tràng bốc lên khí hỗn độn hư không vặn vẹo mơ hồ, cuối cùng hiện ra từng cánh cửa khổng lồ đang mở rộng. Điều này làm cho lông mày thạch hạo nhảy một cái, phương thức mở ra của linh giới này giống hệt hư thần giới nơi hạ giới, giống một thế giới riêng. Sau khi tới thượng giới thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn đi vào. Rất chân thật, tựa như một thế giới lớn thật sự mở ra, điều này khiến tâm tư thạch hạo loạn chuyển, thế nhưng lại không có thời gian suy nghĩ. Linh giới, hư thần giới, điều ra, Tình đích đại gia, các ông còn nợ ta một môn bảo thuật đây, thạch hạo thầm nói. Một tiếng vù khẽ vang, 8 triệu bóng sáng bay lên, từng cái đi qua cánh cửa rộng lớn, tiến vào linh giới, loại tình cảnh này quá đồ sộ khiến người ta trận tròn mắt. Cuối cùng thì đại chiến cũng bắt đầu. Cùng lúc đó những châu khác cũng đang tiến hành. Ha hà ha hà ha, bao nhiêu năm rồi, quân đạo ta lại thức tỉnh một lần nữa, cũng không biết ngoài xa bao nhiêu triệu dặm, dưới dãy núi tuyết liên miên, bên trong một kẽ băng nứt có một người sống lại. Tóc hắn tím ngắt, ánh mắt yêu tà, khí tức khủng bố ngập trời, rất khó tin hắn chỉ là tôn giả, ngay cả thần linh cũng kính nể. Có một số người căn bản không cần phải dự thi, không cần phải thử thách, bởi vì từ rất nhiều đời trước đã chứng minh tất cả, có thể trực tiếp tiến vào tiên cổ. Cùng lúc đó, tại một châu lớn cổ xưa, núi lửa liên miên, trong đó có một ngọn khác biệt, khí lành bốc lên, một quan tài cổ xưa màu đỏ đậm hiện lên trên dung nham, bùng phát ra khí tức ngập trời nạp quan tài răng rắc vang lên, một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngạo thị chín tầng trời 10 tầng đất, mái tóc dài đỏ âu bay múa, vóc người cao gầy tỏa ra ánh sáng thần thánh. Lại một lần đi ra quan tài sinh mệnh, đây là lần cuối cùng rồi, tất cả đều sẽ chung kết trong vận may cuối cùng này, nàng cũng là tôn giả nhưng thanh âm mắt lạnh, chấn động chín tầng trời. Đồng thời, trong một vùng biển lớn có một long cung bằng thủy tinh, cũng có người thức tỉnh, mở mắt ra, trùng sáng như cầu vòng sông lên mây xanh, đè ép mặt trời đó chỉ là do ánh mắt gây nên. Đây là một cô gái, trên đầu có sừng rồng, từ đáy biển bay vọt lên trời. Giờ này phút này, một ít nơi cổ xưa ở ba ngàn châu phân biệt vọt lên ánh sáng óng ánh, xuyên lên trời dưới đất. Linh giới, cổ xưa mà rộng lớn. Ồm. Um. Thạch Hạo xuất hiện đáp xuống đất. Đây là một vùng đầm lầy với không ít vũng nước cùng với bùn nhão, nhưng ở đây lại có nhiều cổ thụ to lớn sinh trưởng, cành là ung tùm che cả ánh mặt trời cổ thụ cũng không nhiều, cách rất xa mới có một cây, rất trống trải, y thấy cây cỏ khác, âm khí trong vùng đầm lầy này rất nặng, khó thấy ánh mặt trời. Linh giới chân thật như thế, sau khi đi vào thì hoàn toàn chẳng hề khác với thế giới bên ngoài. Cổ thần dùng sức mạnh tinh thần xây dựng thế giới bao la như này, đến cùng là để làm gì, thạch hạo nhíu mày, hắn phát hiện trong chuyện này nhất định có bí mật động trời. Hạ giới có hư thần giới, thượng giới có linh giới, trên bản chất không khác nhau nhiều chỉ cái tên là không giống mà thôi. Là thần giới thật sự do cổ thần mở ra, theo hiểu biết thì Thạch Hạo cảm thấy chuyện này ít có khả năng, chỉ là dùng nó để làm gì thì khó biết rõ, có lẽ có liên quan tới việc gì đó vô cùng lớn. Chỉ là hiện tại không phải lúc thận thờ, hắn đã tiến vào chiến trường, đang dự thi, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải địch thủ. Quả nhiên, xung quanh liên tục vang lên tiếng nổ, hư không mơ hồ từng bóng người hạ xuống trong vùng đầm lầy, giáp trụ sáng rực, sát khí tràn ngập. Duệt. Có người ra tay, mới vừa xuất hiện lập tức đánh về người bên cạnh. Bảo cụ va chạm, phù văn đầy trời, có cổ thụ đổ nát, có bùn nhão bắn lên. Theo một tiếng hét thảm, tôn giả đầu tiên đã gặp nạn, hắn bị người dùng một dây xích quấn quanh cổ, bên trên dây xích dài có ký hiệu đang chuyển động phát ra ánh sáng. Phụt. Đầu người rơi xuống đất dây xích óng ánh rực rỡ kia cắt đứt cổ người nọ mang theo dòng máu chảy xối xả, rồi thứ này cứ giống như con rắn từ từ lùi lại. Chỉ vừa bắt đầu mà máu đã nhuộm đỏ chiến trường, màn mở đầu được kéo lên. Trong thời gian ngắn, người chung quanh càng nhiều thêm, tuy rằng khoảng cách giữa người với người vẫn có thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lại vẫn thấy đâu đâu cũng là bóng người dày đặc, đầm lây lờ mờ, vẻ yên tĩnh lập tức biến đổi, sát khí bao phủ. Giết! Không ai bảo ai, vì tự vệ, vì tranh giành, những tôn giả này ra tay về phía người bên cạnh, không có chuyện tình cảm gì ở đây cả. Khốn sống dại chết, vì sự sống còn, pháp tắc tàn khốc và đẫm máu nhất đang được hiển hiện. Ầm. Hiện. Um. Thạch Hạo giơ tay đánh bay một tên tôn giả đánh lén mình, người nọ nổ tung trong không trung rồi hóa thành một màn mưa ánh sáng và biến mất, cảnh này này dọa cho người xung quanh giật nảy mình giơ tay nhấc chân đã có khí thế lôi đình, dễ dàng đánh nổ một tên cường giả làm cho những người bên cạnh kiêng rè, không muốn đánh với hắn. Đầm lầy tuy rất lớn nhưng cũng không thể chứa được tất cả người dự thi, đây cũng chỉ là một khu vực mà thôi, càng có nhiều chiến trường ở nơi xa hơn. Tiến vào linh giới, mọi người không thể chen chúc vào một chỗ được, tổng cộng 80 chiến trường tiếp giáp sát cạnh nhau. 8 triệu tôn giả là khái niệm gì, dày đặc như chân long đạp biển, sóng lớn đập trời. Giờ này phút này, Thạch Hạo có thể nhận biết được những chiến trường này có liên kết, có một ý chí lớn lao và ý niệm giết chóc đang cuộn trào mạnh mẽ chấn động lòng người. Đây là sức mạnh tổng hợp của tất cả tôn giả. Một hạt châu lóng lánh hóa thành một viền vàng đánh về sau ót Thạch Hạo, cột văn chiếu sáng rực nơi này. Thạch Hạo quay đầu lại, giơ tay đập vào hạt châu vàng to cỡ quả nhãn kia, keng, tia lửa văng khắp nơi, đinh tai nhức óc, cổ thụ xung quanh đều nổ tung, đồng thời bùn nhão như sóng lớn cuộn trào cuốn về bốn phương tám hướng đây là một pháp khí cấp thần cao cấp, hơn nữa còn là thứ quý giá, nếu không chắc chắn không chịu nổi một đòn của thạch hạo. Bên trong hạt châu màu vàng có một con dao long đang dương nanh mùa vuốt, theo sự va chạm ấy thì thoát khỏi vây khốn mà lao ra, hóa thành một con dao to lớn, âm âm ép tới. Phụt Xung quanh, mười mấy tên tôn giả bị thân thể to lớn của dao long va vào lập tức đất cân gãy xương, máu trong miệng phun xối xả ra ngoài. Càng có một số người lập tức bỏ mạng trở thành mưa ánh sáng biến khỏi nơi này. Đùng trong vùng đầm lầy cùng con núi, trong đó có một ngọn rất lớn chúng phải một đòn của giao long liền nát bấy tại chỗ, đá bay tứ tung. Giao long châu, giam cầm tinh hoa của hồn phách, đây là một pháp khí bất phàm nhưng đáng tiếc là ở trong linh giới, nếu không còn có thể mài thành phấn luyện chế bột thuốc, thạch hạo kinh ngạc, giết. Đó là một thanh niên mặc áo tím, trên người có khắc một hoa văn hình rồng, là tiêu chí của đại giáo, ánh mắt của hắn rất lạnh mang theo sát ý không hề nghĩ sát khí mạnh mẽ như vậy cũng không thể giết chết đối thủ. Thạch hạo lại chẳng thèm biết hắn là ai, năm đó lúc hắn ngang dọc trong hư thần giới thì ngay cả cường giả thế hệ trước đều bị hắn sách mông đuổi giết, đừng nói hiện tại chỉ là đánh nhau trong cùng cấp. Duệt! Hắn hóa thành một vệt sáng lao tới, sau lưng hiện lên đôi cánh sấm sét, từng vệt chớp đan xen sáng rực, bắn ra một tia lôi điện to lớn vang rền. Thanh niên mặc áo tim kêu to, nửa người cháy đen bay ngược lên, quần áo rách nát miệng phun đầy máu. Thạch Hạo kinh ngạc, tôn giả có thể tiếp một đòn của hắn mà không chết thật sự rất ít, người này quả thật không đơn giản. Một tiếng xoẹt phát ra, hắn nhanh chóng vọt tới, vùng chân đá ra 10 vệt ánh điện, mỗi một vệt đều đủ xuyên thủng tôn giả. Giao Long lướt ngang trời ngậm lấy hạt châu màu vàng rồi bổ nhào xuống bảo vệ thanh niên áo tím kia. Phụt thần dao khổng lồ bị đánh bay ngược ra sau, bị tia điện mà trong lúc thạch hạo gặp phải sự gột rửa của lôi kiếp nên đã cảm ngộ ra xuyên thủng cả thân thể, phải bóc ra rất nhiều, máu tươi đầm đìa. Người, thanh niên mặc áo tím hoảng sợ, hắn cảm thấy mình quá suy dô, đã phải tấm sắt cứng rồi, lớn tiếng quát lên muốn thạch hạo dừng tay. Đạo huynh xin dừng tay, ta là người của đạo phải yêu long, chuyện này là hiểu làm, với sự mạnh mẽ của hai chúng ta có thể cùng nhau sống tới, không ai là đối thủ. Thạch Hạo lạnh lùng, ở đây hắn cũng chẳng hề kiêng dè gì, người này vừa tới đã lập tức đánh giết nên hắn không muốn lưu lại mầm họa. Đạo phái yêu lòng hà, một số tôn giả xung quanh giật mình, nhanh chóng lùi về sau không dám trêu chọc, tất cả đều có chút sợ hãi. Hà, Thạch Hạo nhíu mày, chợt nhớ tới đạo phái yêu long vô cùng kinh khủng trước kia, là một trong những đạo thống cổ xưa nhất thượng giới đồng thời hắn cùng thoáng nghe qua giáo này vẫn đang chú ý giám sát và quản lý tội châu, không cho phép đời sau tội huyết sẽ mạnh mẽ quá mức. Một số đạo thống cổ xưa, thường ngày không có động tác gì lớn thế nhưng nghe đồn có không ít đều nhằm vào một mạch tội huyết, canh giữ tội châu. Đạo phái yêu long chính là một trong số đó. Ẩm. Um. Thạch hạo vỗ đôi cánh lôi điện, tia chớp điên cuồng bay ra đánh lên người hắn, thanh niên mặc áo tím nổ tung tại chỗ, cứ thế chết đi. Tôn giả quanh đó sợ hãi, lập tức bỏ chạy đầm lầy rất lớn, nơi này đang có 10 vạn tôn giả chiến đầu, thạch hạo một đường tiến về trước, không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần hắn đến chỗ nào, sau khi tiêu diệt mấy đối thủ mạnh mẽ thì quanh nơi đó lập tức chống trải, bởi vì tất cả mọi người đều sợ hãi, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Thạch hạo bước tới, lưng mang đôi cánh bằng sấm sét, chân đạp trong đầm lầy, trong lúc nhất thời lại không có người nào dám ra tay với hắn, tất cả đều tránh lui. Đây là uy thế trong chém giết, qua hai canh giờ thì hắn từ trong mấy vạn tôn giả sống ra, sau lưng máu tươi tụ lại, rất nhiều sinh linh đã bị giết. Đến lúc này hầu như cả khu vực nơi đây đều biết có một ma vương như thế, không thể làm hắn tức giận nếu không sẽ bị đánh giết. Người không chạm hắn, hắn không đụng người, không ai muốn trêu chọc một sát thần như vậy, dù sao tội châu tổng cộng có tới 10.000 tiêu chuẩn. Thạch Hạo bước ra khỏi đầm lầy đi tới những chiến trường khác một mảnh núi liền, đồng dạng cũng đang hăng hái chiến đấu, rất nhiều tôn giả ra tay, bảo cụ bay đầy trời. Những địa vực kia đều điên cuồng, mặt đất dạn nứt, núi cao đổ nát, bị phá hủy không còn hình dạng gì nữa, ngay cả hồ lớn cũng cạn kiệt. Cũng may nơi này là linh giới, nếu không thật sự là không thể tưởng tượng được trời đất sẽ bị đánh thành hình dạng gì. Chiến đấu mới hai canh giờ mà đã có rất nhiều tôn giả chết đi, toàn bộ đất đai không chỉ bị phá nát mà còn bị máu nhuộm đỏ thẫm từng nơi. Điều này quá mức khốc liệt. Nhanh đi đàn cổ trí tôn, nếu không thể qua ải thì sẽ bị đưa ra khỏi linh giới và mất đi tư cách. Một âm thanh to lớn vang lên trên bầu trời của 80 chiến trường, đây là quy tắc biến thành, không chút tình cảm, cực kỳ lạnh lùng vang bên tai mỗi người. Đại chiến dừng lại, trong hư không có rất nhiều đường lớn màu vàng xuất hiện để người may mắn sống sót ở các chiến trường chạy về đàn cổ trí tôn. Đây cũng chính là cửa ải cuối cùng, thành hay bại đều chỉ một lần nơi đây. Cùng lúc đó, tại đạo tràng lớn ở ngoài tội châu. Rất nhiều tôn giả ngồi xếp bằng mở mắt ra, những người này đều bị thất bại và chết trong linh giới, lúc này hồi phục tinh thần, thức tỉnh thân thể ở hiện thực. Duệt. Đại trận cấm kỵ cổ xưa tự vận chuyển, tại đó có hơn 7 triệu người biến mất, chừa ra một mảnh đất chống làm cho nơi này rộng rãi hẳn lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ lại khốc liệt đến thế, mới hơn hai canh giờ mà lại hỗn chiến đến mức này, 8 triệu tôn giả bị tổn thất số lượng lớn như vậy. Ở ngoài đạo tràng to lớn có rất nhiều người đang đợi tin tức, không ít những người nổi tiếng của các giáo, thậm chí có cả thiên thần và nhân vật cấp giáo chủ. Toàn bộ người của sơn môn chúng ta đã bị tiêu diệt, đều bị giết về đây, quả nhiên không so được với các giáo lớn định cấp mà, có ông lão than. Ồ, kia không phải là đệ tử của đạo phải yêu lòng sao, ta biết hắn, vô cùng mạnh mẽ, vậy mà bị người chém giết mất đi tư cách, có người giật mình. Hơn 7 triệu tôn giả sau khi ra ngoài thì rất nhiều người cúi đầu, vô cùng cay đắng và thất vọng, nhanh như vậy đã bị loại, mất đi từ cách tiến vào tiến cổ. Bọn họ cũng chưa rời đi, đang chờ ngoài đại trận muốn xem kết quả cuối cùng. Sư phụ, còn thua rồi, trong đám người, một thanh niên mặc áo tím mang theo sắc mặt tái nhật, đốt ngón tay đều bị nằm đến trắng bệch, chính là tên cao thủ bị thạch hạo đánh chết kia. Lấy tư chất của ngươi thì đủ để tiến vào top 500 cường giả, lại bị người chém giết một vị thiên thần lên tiếng, mặt không hề cảm xúc, cực kỳ lạnh lùng, hắn là cấp cao của đạo Phái yêu long. Hắn có thể là người mà mình muốn tìm hay không, người bên cạnh nhỏ giọng nói. À, lát nữa chúng ta đều vào xem chiến đấu, yên lặng xem chiến ở đàn cổ trí tôn, thiên thần nói. Không biết mấy đạo thống khác có tổn thất hay không, liệu có gặp phải người muốn tìm kia hay không, một vị chân thần nói. Trước kia, mạnh mẽ như bọn họ cũng không dám tùy ý tiến vào chiến trường hỗn loạn, bởi vì nơi đó cảnh giới bị áp chế, mạnh nhất chỉ là tôn giả, khó có thể vượt qua. Giống như thiên thần khi xông vào trong chiến trường chém giết đẫm máu của tám triệu tôn giả đều bị giết chết mà nói thì quá xấu hổ rồi. Thực tế là một khi cảnh giới bị áp chế thì nơi hỗn loạn đẫm máu cực kỳ nguy hiểm, khả năng bị giết rất cao, không ai tùy tiện đặt chân. Lính giới lớn hơn nhiều hư thần giới cũng chân thực hơn, các loại quy tắc mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhân vật lớn khi tiến vào trong giới đều lập tức bị quản lý, ngược chế. Cuối cùng chúng ta đã có thể tiến vào xem chiến đấu, tại đàn cổ trí tôn xem long hồ tranh bá, ai đứng đầu thì là đệ nhất tội châu, rất nhiều người hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa. Sau một hồi chiến đấu, số lượng tôn giả giảm mạnh, những người đứng ngoài đàn cổ xem cuộc chiến sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng. Linh giới, ngoài đàn cổ trí tôn có vài con đường có thể tiến vào trong, đó là một tế đàn cổ xưa tựa như núi lớn cao vút trong mây, toàn thân đen kịt, nặng nề và ngột ngạt. Ồ, đỉnh tế đàn bốc lên mây lành, trí tôn dịch sắp đầy rồi, ai có thể leo lên lấy đây? Tôn giả chạy tới nơi này đều rất khiếp sợ, quả thực không thể tin được, ở trên đỉnh tế đàn có một cái bát, hình như có chất lỏng óng ánh tràn ra. Rất nhanh tất cả tôn giả đều nín lặng, đường phía trước bị chặn, có một người đang đứng đó kiểm tra cái gì là người của động hòa vân và đạo phái yêu long đều là các giáo cổ xưa của thượng giới vô cùng mạnh mẽ bọn họ đang làm gì những người kia ngăn cản con đường ai muốn tiến lên đều phải trải qua kiểm tra của bọn họ đời sau tội huyết đứng một bên một cô gái của đạo phái yêu long môi rất mỏng tuy cũng xinh đẹp nhưng làm cho người ta có cảm giác cay nghiệt đánh đuổi vài tên tu sĩ không cho đến gần con đường kia tại sao đời sau của đại hung ác độc cút ngay xuống cuối cho ta, cho các ngươi một cơ hội là tốt lắm rồi, một tên thanh niên khác lạnh lùng nói. Người, những người kia vừa giận vừa sợ, đây là một loại nhục nhã, nơi này vốn là tội châu, kết quả bị người bên ngoài đổi khách thành chủ, ngông nghênh như vậy. Ai cũng biết người đi vào trước sẽ trường ưu thế, chỉ lấy một vạn người cao nhất. Người gì mà ngươi, không muốn chết thì cút cho ta, trên người mang máu tội, lẽ ra đời đời kiếp tiếp các ngươi phải chịu tội mới đúng, những người kia quát mắng xa xa ánh mắt thạch hạo lạnh lẽo hắn biết muốn đi vào mà nói chắc chắn không dễ chuyện này hơn phân nửa là nhằm vào hắn chỉ có điều hắn cũng không có lo sợ gì sớm muộn gì thân phận cũng bại lộ các ngươi khi người quá đáng có vài tên trẻ tuổi ở tội châu không nhịn được cự lại đây là địa bàn của tội châu tù sĩ bên ngoài đến cướp đoạt tiêu chuẩn thì cũng thôi lại còn nhằm vào họ như vậy không phải chúng ta bắt nạt bọn ngươi mà là trời bắt nạt ngươi tổ tiên các ngươi phạm vào sai lầm lớn ngay cả trời cao đều nguyên rùa mà lưu lại dấu ấn trong máu của các ngươi hòng cảnh giác người đời. Bởi vậy quả thực có lúc không thể đối xử khoan nhượng mà phải nghiêm khắc đối đãi. Một thanh niên áo đỏ khác nói mang theo ánh lửa, hắn đến từ Hòa Vân Động, là nơi ở của thần thánh thời thái cổ, tên tuổi lớn đến nỗi đủ để hù chết người. Bởi vì giáo này năm xưa từng có địa vị sánh ngang cùng với hoàng tộc cường thịnh, từng để lại truyền thừa đáng sợ, với lại bọn họ chưa từng suy sụp, vẫn cứ mạnh mẽ, mắt nhìn xuống thượng giới rộng lớn. Mấy người tội châu nổi giận đùng đùng, mặt trợt đỏ bừng, có người nhịn không được bước nhanh tới trước, muốn mạnh mẽ xông vào. "Ta khuyên các ngươi nên thành thật giữ khuôn phép, tự lượng sức mình." Phía trước con đường có người lạnh lùng nói, căn bản không thèm để ý sự oán giận của hắn. "Người bắt chúng ta xuất trận sau cùng, như thế thì có mấy ai có thể thông qua thử thách chứ?" Người tội châu cả giận nói chắc chắn sẽ có cơ hội, dù sau đó cũng là vượt ải, người thực lực yếu sẽ bị đào thải, vào sớm một chút không chiếm được nhiều thuận lợi đâu, một thiếu niên cười hì hì, không thèm để tâm. Người nói dễ quá, nếu là thực lực ngang nhau, qua ải sau một bước kết quả đã cách nhau một trời một vực, người tội châu không cam lòng. Nói đến nước này rồi mà các ngươi vẫn u mê không tỉnh, thử sông lên xem, cô gái của yêu lòng đạo môn cười lạnh nói vài tên trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn nhau, quyết định xông vào, bọn họ cũng đều không tầm thường, thiên tài một bộ tộc sao có thể cam tâm nhường cơ hội tiên cổ cho người khác. Lấy trứng trọi đá, trình của ngươi mà cũng mộng tưởng khoe khoang ở nơi đây. Một số người cười gằn, thanh niên áo đỏ của hỏa vân động ra tay, há mồm phun ra một tia lửa, thứ này hóa thành một cây thước bùng phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Ngay mắt vùng hư không này run rẩy chấn động mạnh mẽ, khiến tất cả tôn giả đều nơm nớp lo sợ, bảo vật này quá lợi hại, bao phủ nơi đây. Đây là bí bảo, trong vùng hư không này thì quy tắc cho phép cao nhất cũng chỉ là cảnh giới tôn giả, mà nó lại phát ra một tia uy thế thần linh, quả thật lạ lùng. Uy thế trí tôn trong tôn giả, có người nói nhỏ, sắc mặt trắng nhợt, cầm cây thước này trong tay thì không tôn giả nào có thể sánh được, nó đại biểu cho cực hạn của cảnh giới này. Dù ngươi có mạnh hơn thì ở đây cũng chỉ là tôn giả, mà cây thước này lại do nhân vật cấm kỵ vô thượng luyện chế, đã đạt tới cảnh giới cao nhất ở đây, hầu như đã không thể vượt qua. Quả nhiên, bảo cụ mà vài tên thanh niên lấy ra đều bị vỡ vụn, đều bị cây thước đỏ thẫm này đánh gãy, hóa thành bụi, mà bọn họ càng bị một luồng uy thế quét qua, phun máu bay về phương xa. Vèo Hỏa văn thước phát sáng khiến hư không run theo, hóa thành một vệt lửa đỏ nhanh chóng đuổi tới, hạ xuống muốn giết toàn bộ bọn họ. Ánh mắt Thạch Hạo lạnh lẽo, đứng trong đám người hét lên một tiếng, quanh cơ thể xen vàng tràn ngập hóa thành ánh sáng vô tận vọt lên tận trời đón lấy cây thước quý này. Ồm, um. hai thứ va chạm, sen vàng đầy trời đỡ lấy thước báo. Cái gì? Rất nhiều người sợ hãi kêu, tình cảnh kiểu này rất đồ sộ, lại có người có thể sánh ngang bí bảo mạnh nhất. Nên biết cây thước này đại diện cho lĩnh vực mạnh mẽ nhất của cảnh giới này, có thể nói một khi lấy ra là vô địch trong tôn giả, kết quả lại bị ngăn cản mở thanh niên áo đỏ quát lên dùng hết khả năng khống chế bảo vật ký hiệu trên hỏa văn thước dày đặc sấm vang chớp giật phát ra uy thế không gì sánh được tuy chỉ là uy thế tôn giả nhưng mạnh mẽ hơn bình thường không biết bao nhiêu lần sức mạnh thần đạo kia tuy không phát ra bị quy tắc hạn chế thế nhưng tia khí tức kia vẫn đang tràn ngập kinh sợ mọi người ầm ầm hỏa văn thước như một con thiên long đỏ thẫm lao xuống uy thế kinh người phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm mang theo mây hồng dày đặc quấy động núi sông, chấn động tinh thần. Kèng. Đáng tiếc nó vẫn bị trúng một đòn nặng nề, lần này càng là run rẩy, bị sơn vàng quét bay ngược trở lại. Là ai? Hai hàng lông mày của thanh niên áo đỏ hòa vân động dựng đứng. Hắn biết, đối thủ nếu không nắm giữ bí bảo tương tự thì cũng là một nhân vật không tầm thường. Vèo. Một vệt sáng vàng lướt qua, suýt chút chặt đứt đầu của hắn, một đoà sen vàng vút tới, cắt một đoạn tóc, đồng thời gió mạnh quẹt vào khiến hắn phun máu mấy người khác đứng chung một chỗ với hắn đều chấn động nên lập trận đón địch, đồng thời lấy ra một mặt cốt kính chiếu dọi nơi này, muốn tìm hình bóng người kia. Ngay cả những tôn giả ở xa cũng đều sợ hãi, đây là sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, lại có thể chống lại bí bảo mạnh nhất như hòa vân thước. Thế nhưng khi mọi người nhìn về phía lúc nãy thì không thấy ai, sen vàng tản ra hóa thành từng điểm sáng vàng, không có gì. Thạch hạo nhíu mày, người ra tay lúc nãy tất nhiên là hắn, đây là pháp tướng ngưng tụ được khi độ kiếp mỗi cây đều vô cùng mạnh mẽ, có thể chém bảo cụ. Lục lại ra tay thử một lần quả nhiên ưu việt. Trong lòng hắn rất không thoải mái, yêu long đạo môn, hỏa vân động quá ngang ngược lại dám như thế. Hắn nhìn cốt kính trong tay những người kia thì biết nhất định đó là thứ dùng để tìm kiếm tội huyết. Khi mấy tên tôn giả bị thương tiến vào đoàn người rồi biến mất thì Thạch Hạo không tiếp tục ra tay mà đi tới một hướng khác, hắn muốn tìm hiểu một chút. Bởi vì ở đây có tám con đường, chia ra tám hướng tiến vào đàn cổ trí tôn, hắn muốn xem xem có phải mỗi con đường đều như thế. Bọn các ngươi, lùi về sau. Quả nhiên trên một con đường khác cũng có mấy người ngăn cản, đều mặc đồ màu bạc, tên nào cũng lạnh tanh. Bọn họ đang nhằm vào người của tội châu, không cho bọn họ lên trước, yêu cầu tiến vào sau cùng. Dựa vào cái gì, các ngươi đoạt tiêu chuẩn của chúng ta, còn ở đây chèn ép nữa, thật quá đáng, có một số cô gái tức giận muốn khóc chỉ bằng vào môn phái chúng ta, thay trời chấp pháp, nắm dư quyết định, có quyền yêu cầu đời sau tội huyết các người tiến vào sau cùng, có người lạnh giọng nói. Thạch hạo ở phía xa nhìn lại, đây lại là một đạo thống cổ xưa khác la phủ chân cốc, lại một nơi nổi tiếng ở thượng giới, cùng ba giáo lớn siêu cấp ở rất nhiều châu. Thạch hạo không thể không than thở, những đạo thống nhằm vào, quản chế, trong coi tội châu quả như lai lịch đều kinh người, đều lợi hại cổ xưa vô cùng hắn trầm ngâm, e rằng cũng chỉ có những giáo lớn với gốc gác vững chắc và lâu đời như thế mới có năng lực làm vậy, không biết sau lưng còn có cái khác hay không. Dư quyết định, thay trời chấp pháp, thạch hạo cười gàn, những giáo lớn này mặc dù thật sự có ăn ý, có thể liên kết lại để che trời thì kiểu nói chuyện này vẫn quá ngông cuồng. Hắn đi mấy con đường khác cũng phát hiện mục đích chủ yếu nhất của những người này là tìm kiếm người có ánh sáng thần thánh vọt lên từ chán, máu tội ác phá mây, thạch hạo đoán được đó chính là hắn đặc biệt là ở con đường cuối cùng, càng có một đám người có quan hệ với lục quan vương Ninh Xuyên, theo lệnh hắn mà ngăn cản ở đây. Tất nhiên Ninh Xuyên chưa hề xuất hiện bởi vì hắn không tham gia cái gọi là thử thách ở linh giới. Sai người làm như vậy chủ yếu là tìm ra người xuất hiện mang trong mình dòng máu tội lỗi nồng nặc kia. Các đạo huynh, chúng ta nên hợp sức tìm ra người nọ, đám người kia cũng khá lịch sự nói với người xung quanh lục quan vương có lệnh vì bảo hộ sự an bình của thế gian nên cần diệt trừ mang nghiệt có chữ tội phá mây kia câu này vừa nói ra đã làm cho ánh mắt của thạch hạo lạnh hơn sát ý tràn ngập tám con đường ở tám nơi tất cả đều có người chờ đợi để nhằm vào hắn muốn tìm ra hắn thạch hạo nhìn bọn chúng trong tay những người này đều có gương báu có thể chiếu ra phủ văn tội huyết trên xương trán của hắn có thể làm cho hoa văn vọt thẳng trời xanh chuyện này rất khó lường vậy thì rất thôi thạch hạo lạnh giọng nói mặc dù vì thế mà gây ra sóng gió ngập trời cũng phải làm hắn đã không thể dừng lại trong linh giới hắn không sợ những người kia dù cho thiên thần đến đây cũng phải nằm phủ phục lo lắng duy nhất chính là thân thể bên ngoài dù vậy qua tình huống mà hắn tìm hiểu được thì nhờ có đại trận cấm kỵ bảo vệ mà từ xưa đến nay chưa từng xảy ra vấn đề đây là một loại quy tắc vô tình cường giả bên ngoài không thể can thiệp chuyện nơi này vừa kết thúc thì 10.000 tôn giả sẽ được tự động truyền tống vào khu không người rộng lớn, lúc đó thì đã không còn gì phải lo lắng. Nếu thật có chuyện bất ngờ thì đà thần thạch cũng đang bảo vệ mình, giữ phá giới phủ, nếu muốn đi thì cũng không có vấn đề gì, thạch hạo hạ quyết tâm ở đây cứng rắn ra tay. Lúc này người ở bên ngoài cũng đã tiến vào, chỉ là không thể đến gần, đều ở phía xa quan sát, nhìn chằm chằm vào tế đàn to như núi kia. Chí tôn dịch sắp đầy, có người kinh ngạc thốt lên. Đây tuyệt đối là bảo dịch chân quý, công hiệu kinh người, có thể dưỡng thần, có thể tăng đạo thai, là người ước ao, chỉ là không thể đạt được. Bởi vì tòa tế đàn kia quá thần bí, rất khó lên đến đỉnh, khó có thể lấy được bảo dịch trong bát. Không ít thiên thần vì con cháu, cũng vì mình đều từng tới đây thử, kết quả vẫn là thất bại, không thể đạt được. Ồ, chuyện gì thế? Những người có tiếng tăm đến đây quan sát rất nhiều tôn giả vượt ải trật kinh hãi, có một con đường phát sáng rực rỡ, phù văn dày đặc, nơi đó có gận sóng khủng bố, diễn ra chiến đấu kịch liệt. Người có máu tội phá mê xuất hiện rồi, mọi người ngây dại. Những hướng khác không thấy, thế nhưng bọn họ đang đối diện với con đường này, tuyệt đối có thể thấy rõ ràng, nơi đó có một cột sáng bay lên trời, hóa thành chữ tội cực kỳ lóng lánh. Và hướng đó càng xảy ra bạo loạn, rất nhiều người hô quát, chính là đang chiến đấu. Người của La Phù chân cốc gặp phải người kia rồi xảy ra chiến đấu rất nhanh hướng đó có bóng người màu đỏ thẫm vọt lên trốn về hướng khác làm cho mọi người chấn động kinh hãi người của la phù chân cốc thất bại chỉ ít người chạy thoát không ít người bị giết chết thật là một thiếu niên mạnh mẽ vậy mà dám ra tay lập tức giết một đám đầu người rơi xuống xếp thành một ngọn núi nhỏ mọi người chấn động mạnh ngay cả gần con đường kia rất nhiều tôn giả càng là há hốc mồm cảm thấy rất giật mình một thiếu niên lại tựa như ma vương, đại khai sát giới ở đây, quét ngang địch thủ. Đi đi, đã không còn ai dám ngăn cản ngươi, thạch hạo hướng về cô gái bị làm tức phát khóc kia rồi mỉm cười ôn hòa, bảo các nàng tiếp tục lên đường. Sau đó hắn chạy sang chỗ khác, chính là nơi ban đầu có người của yêu long đạo môn và cường giả hòa vận động, đều cầm bí bảo mạnh nhất, thái độ ngông cuồng ngang ngược nhất. Máu tội lội thấm đậm không chung, linh giới nhất định sẽ quay cuồng. Thạch hạo buông tay buông chân, muốn hoàn toàn bùng phát.